Kama Tu Tăng Ma Mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mic đến sư để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con, để chúng con được tròn phước báo ạ. So on. Salatu Subhito Guru Naho Bhuttasya Chalayaro Subhito Hoi Saha Sabbe Nyati Pisa Antalatam Subhita Guru Naha Bhuttasya Chalayaro Ga Subhita Hoi Saha Sabbe Nyati Pisa Antalatam Subhita Guru Naha Bhuttasya Chalayaro Ga Subhita Hoi Saha Sabbe Nhà Tị Phi cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu lành thay. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác, làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành. Nguyện gìn tam học giới định, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Răng kinh chi cu sa la cam măng cát tắp, bằng ki ri yang ma ma ka ye na wa cha sa ti da se su ga tang ka tang ye sat ta san ni no a thi ye cha sat ta a san ni no ka tang bun ya pha lang mai hang sat be pha gi pha wan tu te ye tang ka tang su wi di tang din nang bun ya pha lang ma ya ye cha ta tha na na cha nan ti de wa gan toa ni we da yung sap be lo cam hi ye sat ta chi wan ta ha ra he tu ca ma nun yang pho cha nang sap be la phan tu ma ma che ta sa ti. Phước căn con đã tạo do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báu vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an, phước con hồi hướng dâng ba, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay, có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực, sanh an mạng trường. Xin thâu phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Ý đăng nồ nhà tì nằng hồn, tu su khi tà hồn, tu nhà ta dồ. Cầu mong phước này thành tựu đến tất cả thân quyến của chúng tôi, cầu mong họ hoan hỷ, được an lạc lâu dài. Ý đằng qua ta nồ bùn nhằng à sa qua kha già qua hằng hồ tua nà gác tề cà lề. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, hôm nay chúng con đã tạo phước thiện như tụng kinh lễ bái tam bảo thọ trì tam quy ngũ giới. Dạ, con xin sám hối. Chúng con thành tâm hồi phần phước thiện này đến tất cả chư thiên, tứ đại thiên vương vua trời đế thích, nhất là chư thiên hộ trì mỗi người trong lớp học, chư thiên trong ngôi chùa Ngọc Đạt.
chư thiên nơi nhà các Phật tử trong lớp học, chư thiên trên mặt đất, chư thiên ở cội cây, chư thiên ở hư không, xin các ngài hoan hỷ thọ nhận, và sau khi thọ nhận rồi, xin các ngài hộ trì cho chánh pháp được tồn tại lâu dài. Dạ, con xin trao mic lại cho chị Nhật Huyền. Con xin sám hối. Nghi thức tụng kinh lễ bái Tam Bảo và thọ trì Tam Quy Ngũ Giới, hồi hướng phước đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tôn Đức Tăng truyền Tam Quy và Ngũ Giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con lễ bái Tam Bảo, sám hối và thọ trì Tam Quy Ngũ Giới. Dạ, con kính dâng mít trệ về cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Thầy Dạ, Sa Thu Sa Thu. Cảm ơn Thế Kim Nhung rất là nhiều. Hôm nay không biết vì nào lễ bái Tam Bảo thọ trì quy giới, nhưng mà khi đến với đạo tràng cũng tới giờ rồi, và Thế Kim Nhung đã tự nguyện. Đây là một cái tinh thần rất là quý. Chúng ta thấy hữu sự và chúng ta đóng góp, và với tinh thần vô ý này, chúng tôi rất là hoan hỷ và tán thán Sĩ Kim Nhung. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng, xin chào cô tu nữ phúc hạnh, xin chào chư thiền nam tín nữ, thiền hữu trí thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 337. Và trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo Ratanataya Sawandami Buddho Mahesi Arahant Tathagato Lokottamo Sabbagaru Hichet Thakko Lokasasattha Janadhammako Vido Vanda Mahantang Rarapu Này giác tầng Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng, tự đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chung nhân dân cúng dường. Thầm mô Phật Đi Bồ Tát Ta Sa Sát Thu Nô Lô Ca Nó Mạnh Phá Sâu Nhà Ca Rô Cô Thập Bà Nhu Bút Thập Phật Ti Phụ Ti Sanh Nhá Tô Quân Đà Má Hành Tăng Ná Rá Phù. Cha Này Gia Cần Pháp Bảo Quy Như Anh Vàng Như Lai Xoay Sáng Vẹt Màng Phụ Minh Phá Tăng Lầm Lạc Dũng Sinh Đầy Dân Phật Tổ Quang Minh Rõ Ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Quang, đáng cho công chung nhân gian cúng dường. Sang phô vi số thô số ga ta sa sa kha số ca mô vát ra thầm ma sê kha cô nín đà vát sang sa đi a na đá rô vá rô văn đà ma hành tăng ná ra phô. Cái này gia cần tăng bảo tinh văn Phật Đà tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh lý trần xa lìa tiểu pháp phàm nhân ai bì. Con xin lễ lễ tăng hy, đáng cho công chúng những ghi cũng dùng. Ratanatayate nasikame tuva thanantasa vi anupave nasahasaye nasachatu. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấm hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học nhận diện mật chữ, phân tích trường âm, đoạn âm, để chúng ta ổn định. Rồi khi đó chúng ta mới đi vào tự vận ha. Câu Phật ngôn 337. Bây giờ chúng ta đọc một lần hai câu, một lần hai câu ha, để cho có một sự liền lạc ha.
tăng vô quá đà như pháp đằng vô tăng vô quá đà mi pháp đằng vô tăng vô quá đà mi pháp đằng vô. Và câu số 2, gia văn tết tha sam ma ga ta gia văn tết tha sam ma ga ta gia văn tết tha sam ma ga ta. Bây giờ chúng ta ôn câu 1 và câu 2 cho nó liền lạc với nhau ha. Tăng vô quá đà mi pháp đằng vô gia văn tết tha sam ma ga ta tăng vô quá đà mi pháp đằng vô gia văn tết tha sam ma ga ta tăng vô quá đà mi pháp đằng vô gia văn tết tha sam ma ga ta. Bây giờ câu 3 câu 4 tần hài giác mù lần khanatha tần hài giác mù lần khanatha tần hài giác mù lần khanatha. À bây giờ câu 4 u rì rát thù quá bì ra nặng u rì rát thù quá bì ra nặng u rì rát thù quá bì ra nặng. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3 và câu 4 ha. Tần hài giác mù lần khana tha u rì rát thù quá bì ra nặng tần hài giác mù lần khana tha u rì rát thù quá bì ra nặng tần hài gia mù lần khana tha u rì ra thù quá bì ra nặng. Rồi bây giờ chữ si nha, u si à, xin lỗi đọc vậy mà coi như cũng nghe rõ ha. Sa thủ chi chi lan hồi xuân chiếc kim nhung u si ra thù u si ra thù đọc lại ha. Đành hài gia mù lần khana tha u si ra thù quá bì ra nặng đành hài gia mù lần khana tha u si ra thù quá bì ra nặng. Như vậy là được rồi phải không? Mới bắt một chữ là thấy bà con đã la làng rồi ha. Phải có một sự theo dõi như vậy. Trẻ con bà sĩ đế nè hả, trời ơi, mỗi buổi sáng thức dậy vô đây là muốn nhậu rồi bà sĩ đế. Rồi câu 5 câu 6 mà vô na lầm quá sổ tổ quá mà vô na lầm quá sổ lộ sổ tổ quá mà vô na lầm quá sổ tổ quá. Rồi bây giờ câu số 6 mà rô phanh phanh chi hay phanh chỉ đây coi lại cho rõ đi bạn, hãy coi lại chứ không chập không mất công sửa nữa ha. À, phanh chỉ cái động từ của nó trong cái phanh chỉ ha. Mà rô phanh chỉ phụ năm phụ năng mà rô phanh chỉ phụ năm phụ năng ma ro phan chi phu nắp phu năng. Rồi bây giờ câu 5 câu 6 à, hai câu này cho nên liền lạc với nhau. Ma vô na lâm quá sô tô quá ma ro phan chi phu nắp
phúc năng. Ma vô na lâm quá sô tô quá ma rô phan chi phúc nắp phúc năng. Ma vô na na lâm quá sô tô quá ma rô phan chi phúc nắp phúc năng. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới ha, tức là câu này hơi dài. Tăng vô quá đà bi phát đăng vô giao quan tế thất sa ma ga ta tan hai giác mù lăng khan át thâu si ra thù quá bi ra năng ma vô na lâm quá sô tô quá ma rô phan chi phu nắp phu năng. Đọc hơi vậy này, đọc nổi không? Ra thêm thôi nữa. Tăng vô quá đà mi phát đăng vô giao quan tế thất sa ma ga ta tan hà giác mu lăng khan át tha u si ra thô quá bi ra năng ma vô na lâm quá sô tô quá ma rô phan chi phu nắp phu năng. Rồi bây giờ chia ra làm hai đi ha. Chia ra làm hai, hoặc là có thể quý vị chia ra làm ba cũng được mà. À, bây giờ chia ra làm ba nè. Làm ba ha. Tăng vô quá đa bi phát đăng vô giao quanh tế thất sa ma ga ta sanh hai giác mù lăng khán át tha u si ra thô quá bi ra năng. Ma vô na lâm quá sô tô quá ma rô phan chi phúc nắp phúc năng. À, như vậy là thấy thoải mái ha. Như vậy thì cuối câu số 2, cuối câu số 4, nó là những trường âm. Số 5, na lâm quá, na lâm quá. Bởi vì chữ na lăng nè, chữ na lăng nè, rồi cái cộng với ý quá nó biến thành na lâm quá. Na lâm quá, nếu viết sát thì không có dấu nặng. Chính xác, trời ơi, system man này giỏi quá ha. Viết mà nó dính liền nhau á thì không có cái mục đồ, nói mục đồ cho dễ. Chứ bây giờ nói dấu nặng thì sĩ kim là kiếm chuyện nữa. Cho nên nếu mà không có nút ruồi á thì viết chính liền nhau. Còn mà nếu mà viết lời ra thì nó lăng quá ha. Rồi xà thủ chính xác. Rồi bây giờ sau khi đọc xong rồi ha, đó là giọng kinh ha. Qua giọng kệ nè. Vậy giờ hai cái nó quấn lộn nhau. Rồi khi đó quý vị mới phân tích được nhé, tại sao có giọng kinh kỳ vậy mà giọng kệ là hay quá ha. Có nhiều vị coi như đọc giọng kinh không được, đưa tay đọc giọng kệ vô tư, kinh cũng được kệ cũng được, miễn sao có tham gia ha. Rồi nhưng mà giữa giọng kinh và giọng kệ thì quý vị phải có một sự nhận xét, và sự nhận xét đó chính là phân tích trường âm đoạn âm. Khi mà đã nắm vững trường âm và đoạn âm thì bây giờ quý vị đâu có ngán, đâu có ngán vấn đề kệ đâu. Đọc giọng kinh được thì qua giọng kệ cũng vô tư. Đây là một câu tám từ, cho nên chúng ta chia ra bốn, chia ra bốn thì rất là dễ kệ chứ không phải là khó. Ngán kệ hả? Đây gọi là kệ thì sao cũng được. Bà Lê có chuyện quấn lộn, không phải quấn đúng hả? Muốn nghe là thiện ác do chính mình, chứ đừng có nói đúng và sai. Thì cái vấn đề thiện ác chính mình, ta đi với nghiệp của ta. Thì bây giờ giọng kinh giọng kệ quý vị tùy nghe là, nhưng mà quý vị nào mà coi như cảm thấy rằng
đọc kinh cũng được, đọc kệ cũng được, à, cái chuyện đó là tuyệt vời. Còn mà nếu mà dụng kinh không cũng được, mà dụng kệ không cũng được, à, đây là cái tinh thần quý vị đóng góp đối với đạo tràng. À, cho nên quý vị tham gia được cái gì cứ tham gia, nhưng mà cái điều quan trọng phân tích trường âm đoạn âm có chính xác hay không, chúng tôi sẽ bắt lỗi trong cái vấn đề đó. À. Rồi bây giờ ôn lại giọng kinh trước rồi chờ mới qua giọng kệ ha. Tăng vô quát đà mi phát đằng vô gia quanh tết tha sam ma ga ta tan hai ya mu lăng kha la tha u si rap thu quát vi ra năng ma vô na lâm quát so to quát ma vô phần chi phu nọc phu năng. À bây giờ qua giọng kệ. Tăng tâm vô quá đa mi phát đăng vô gia quan tế tha sa ma ga tha tan ha ya mu lăng kha na tha u si ra tho va pi ra năng ma vô na lâm va so to va ma lo phan chi pu nam pu năng. Tăng vô quá đa mi phát đăng vô gia quan tế tha sa ma ga ta tan ha ya mu lăng kha na tha u si ra tho va pi ra năng ma vô na lâm va so to va ma ro phan chi pu na pu năng. Một lần nữa. Tăng vô quá đa mi phát đăng vô gia quan tế tha sa ma ga ta tan ha ya mu lăng kha na tha u si ra tho va pi ra năng ma vô na lâm va so to va ma ro phan chi pu na pu năng. Rồi bây giờ quý vị tự nguyện. Ô, Sĩ Kim làm trước tiên ha. Hôm nay Sĩ Trầm Men thua rồi ha. Chiếc lá mùa xuân cũng chậm tay ha. Rồi, xin mời Sĩ Kim. Chúng ta cứ tiếp tục ha. Con xin kính chào Sư Chí Đức, các sư, các cô thư nữ và quý Phật tử. Con tức quá mà phải nói không được. Nó ho đấy sư. À, cảm ơn quý vị cho âm thanh rõ ha. Sư vừa mới nói là đọc kinh rồi đọc kệ cho nó quýnh lộn với nhau kỳ. Con nghe sư nói quýnh lộn rõ ràng, con mới nói tiếng Pali có quýnh lộn nữa hả? À, con nói quýnh lộn đâu có, quýnh lộn chứ đâu có phải quýnh đúng đâu. Sư còn gầy, con nói nghĩ gì? Sư nói rõ ràng, con quýnh lộn. Ghê quá à. Rồi con nhắc chữ là ba si, sư đọc cứ ba u ri. Mấy người Việt Nam nó thích uống rượu ba si đế đó, rượu ba si đế con biết rượu gì nữa, rượu màu trắng đó sư, ba si đế thì u si thì không phải là u ri chứ đâu tảng sáng uống rượu gì sư, trời ơi. Chà, sư đâu có cần phải, sư đâu không phải tôi đâu mà tức quá cầm mic để mà nói cho nó đỡ tức nha. thôi để nói được đủ rồi, bữa nay vui rồi. Để con từ, cái bài này cũng khó mà nó cũng dài nữa, mở hàng lẹ lên không. Trời ơi, đó mà đọc đi để một hồi lên đó, rồi đọc sai nữa, rồi nói bụng nữa, nói chưa ăn nữa. Trời ơi, đọc lên sao mà nhanh quá vậy. Từ cũng cháo cũng nhừ mà. Chết cũng chết, sao cũng chết, sao mà hối dữ vậy. Hay là nghe nè. Dạ con xin đọc. Trời sao con mắc kỳ vậy ta. Con xin đọc Kinh Pháp Cú câu 337. Mở hàng lẹ lên. Dám đọc không? Tăng vô quá đà mi pháp đằng vô già hoàng tề thất xa mà cát tạ tăng hà giáo mù lần kha na tu u si rắc thô quá bì ra năng mà vô na lầm quá sô tô quá mà rồ bành chí phú nắp phú lần.
đằng vô quá đà mi pháp đằng vô dạ hoàng tề tha sa mà gắt tạ đằng hà giá mù lằng khá na tha u xì rắc thô quá bì ra năng mà vô na lầm quá sô tô quá mà rô bành chí phú nắp phú năng đằng vô quá đà mi pháp thằng vô dạ hoàng tề dạ hoàng tế tha sa mà gắt tạ tăng hà giá mù lằng khá na tu u si rắc thô quá bì ra năng mà vô na lầm quá sô tô quá mà rô bành chí phú náp phú lăng. Con mắc nghẹn quá, để con đọc lên một lần, đọc chậm lên một chút để em thôi nói đọc ăn chữ mất tiêu đó bụng rồi. Sai hai chữ dễ sợ chưa. Đằng vô quá đà mi pháp đằng vô già hoàng tết ta sa ma gát tà tăng hà giá mù lằng khá na u si rắc thô quá bì ra năng mà vô na lằng quá sô tô quá mà rô bành chí phú nắp phú năng. Còn sai không? The man 45. Bây giờ phân tích. Trời đứa nha, quên không? Nói đọc không mà quên phân tích nữa. Dạ con xin phân tích câu số 1, câu số 2. Tăng vô quá đà mi pháp thằng vô. Tăng trường âm nhắn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phải không? Trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, quá trường âm, quá là âm, đà trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pháp là trường âm nhắn, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, gia trường âm thông thường, quăng, quăng tết là hai trường âm nhắn, quăng tích là hai trường âm nhắn, thá xá là hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, giá đoạn âm, ta trường âm thông thường, tăng trường âm nhắn, hà trường âm thông thường, giá đoạn âm, mu trường âm thông thường, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá ná thá là ba đoạn âm. Cái này sáu câu con chiên lần ba câu hết sư. Con đọc lại ba câu nha. Tăng vô quá đà mi pháp thằng vô già hoàng tết tha sa mà gát tà tăng hà giá mù lần khá ná thá. Khá ná thá bây giờ ba câu sau câu bốn câu năm câu ú si rắc thô quá bì ra năng mà vô ná lầm quá sô tô quá mà rồ tành chí phú náp phú năng. Đọc luôn ba câu lặng đi để khỏi đọc lại. Ú đoạn âm, si trường âm thông thường, rắc trường âm nhắn, thô trường âm thông thường, quá đoạn âm, bi trường âm thông thường, rá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con thấy một đùi là mệt chế sợ, nói dai dễ sợ. Mà vô là hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, lâm là trường âm nhắn, quá đoạn âm, sô tô hai trường âm thông thường, quá đoạn âm, ma rô hai trường âm thông thường, bành trường âm nhắn, chí phú hai đoạn âm, nắp trường âm nhắn, bú đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sai chữ khác thôi, được rồi. Giỏi mà cứ đọc sai hoài, mà nói sai chữ không biết sai chữ gì nữa. Dạ con xin đọc lại bốn câu. Tăng vô quá đà mi pháp thằng vô, tăng vô quá đà mi pháp thằng vô, già hoành tết tha sa mà gát tà, tăng hà giá mù lằng khá na tha u si rắc thô quá phì ra năng, mà vô na lầm quá sô tô quá mà rô bành chí phú náp phú năng. Bây giờ đọc kệ. Nãy con đọc chữ u hơi dài, chút cũng dài tại vì con nhắn chỗ đó đưa qua chữ si đấy sao nó đọc nhanh. Tằng vô qua đá mi bắp thằng vô, tằng vô qua đá mi bắp đằng vô, hòa quang tê tha sa ma ga ta tằng ha ya mu lăng kha na tha u si rắc thô wa bi ra năng ma vô na lâm wa so to wa ma rô phan chi phu na phu năng. Đọc kệ một lần nữa đi. Không có cái đầu con nó nghĩ ha. Tập trung. Cái bà tự mạnh phi bằng chích chết tôi nè. Tằng vô qua
tằng vô qua đa mi phát đăng vô và quan tê tha sa ma ga ta tằng ha ya mu lăng kha na tha u si ra tho wa bi ra năng ma vô na lăng wa so to wa ma ro phăng chi phu na phu năng. Đây điều lành ta dạy, các ngươi tụ họp đây hãy nhổ tận gốc ái như nhổ gốc cỏ bi, chớ để ma phá hoại như dòng nước cỏ lao. Sư sư, như dòng nước cỏ lao nó trôi nước như thế nào vậy sư? Không thấy ổng cho cái bông nào chích chắc rồi thế nào, ổng càm đàm sai 100 chữ gì trong đây nè, không thấy cho cái bông nào hết trơn, chích chắc. Cô Kim Nhung à, hồi mấy bữa trước tôi có gửi cho cô cái PM đó, cô đọc chưa vậy? Dạ con xin trả máy, con không có sai gì, sư sửa nha sư, con trả máy rồi. Dạ con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con kính chào đạo tràng. Con không biết sư có lên nhận xét không, nhưng mà con lỡ nói rồi thôi con nói luôn. Con xin đọc câu Phật ngôn 337. Tăng vô quá đà mi phát đăng vô gia hoàn tết tha sa ma gắt ta tăng vô quá đà mi phát đăng vô gia hoàn tết tha sa ma gắt ta. Tăng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, phát là trường âm nhấn, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, gia là trường âm thông thường, quanh là trường âm nhấn, tết là trường âm nhấn, thá xá là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, ta là đoạn âm. Tăng vô quá đà bí phát đằng vô già hoành tết tha sa mà gắt tà tăng hà giá mù lăng khăn khá, à, tăng hà giá mù lăng khá nát tha u si rát thô quá bì ra năng tăng hà giá mù lăng ca na tha u si rách thô quá bi ra na ra năng. Tăng là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, mù là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá ná thá ú là bốn đoạn âm, si là trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, bi là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tàn hà giá mù lằng khá ná thá ú si rát thô quá bì ra năng ma vô na lâm quá sô tô quá ma rô phanh chi pun nắp pun năng. Ma là trường âm thông thường, vô là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, lâm là trường âm nhấn, quá là đoạn âm, sô tô là hai trường âm thông thường, quá đoạn âm, ma là trường âm thông thường, rô là trường âm thông thường, phan là trường âm nhấn, chí bú là hai đoạn âm, nắp là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tăng ma vô na lâm quá sô tô quá ma rô phan
Chibunapunang. Con xin đọc lại. Tăng vô quá đà mi phát đằng vô già hoàn tết tha sa mà gà tà tăng hà gia mù lần khana tha u si rách thổ quá bi ra nằng mà vô na lầm quá sô tô quá mà rô phần chi bu na bu nằng. Con xin đọc lại lần nữa. Tăng vô quá đà mi phát đằng vô gia hoàn tết tha sa ma ga ta tăng hà gia mù lần kha na tha u si rắc thô quá bi ra nặng mà vô na lầm quá sô tô quá ma rô phan chi nu bắp. Đọc lại. Ma vô na lầm quá sô tô quá ma rô phan chi bu nắp bu nặng. Con xin cãi luôn. Tăng vô quá đa mi phát thăng vô gia quan tết thà sa ma gác ta tàn ha gia tàn ha gia mu lăng ca na tha u si ra thô quá bi ra năng mà ma vô na lăng quá sô tô quá ma rô phan chi phu nắp phu nặng. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mic. Alo. Dạ. Hỏi đạo tràng có nghe con nói được không? Alo. Dạ. Cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, cho con xin phép được đọc câu pháp cú số 337. Tăng vô vá đà mi phát đằng vô gia vàng tết tha sa ma gá tà tàm hà gia mù lăng khá na tha u si rách thù vá bì ra đằng mà vô na lầm vá sô tô vá mà rô phàm chi bu nắp bu nằng. Tăng vô vá đà mi phát đằng vô, tăng là trường âm nhờ, nguyên đọc theo giọng nguyên âm. Vô là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, phát là trường âm nhấn, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường. Gia văn tết tha sa ma ga ta, gia là trường âm thông thường, văn là trường âm nhấn, tết là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, xá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Tam hà gia mù lăng khá nát thá. Tam là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, mù là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá nát thá là ba đoạn âm. U si rát thô vá bì rá năng, u là đoạn âm, si là trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, bi là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Mà vô nó lầm vá sô tô vá. Ma vô là hai trường âm thông thường. Nó là đoạn âm. Lầm là trường âm nhấn. Vá là đoạn âm. Sô tô là hai trường âm thông thường. Vá là đoạn âm. Mà rô phần chi bu nắp bu năng. Mà rô là hai trường âm thông thường. Phần là trường âm nhấn. Chí bú là hai đoạn âm, nắp là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tăng vô vá đà mi phát đằng vô gia vàng tết thá sa ma gá tà tàn hà gia mù lăng khá na tha u si rách thô vá bì ra năng mà vô na lầm vá sô tô vá mà rô phàm chí bú nắp bú năng. Tăng vô vá đà mi phát đằng vô gia vàng tết tha sa ma ga ta tam hà gia mù lăng kha na tha u si rát thô vá bì ra năng mà vô na lầm vá sô tô vá ma rô phàm chi bu nắp
Bu Năng. Dạ, con xin sư sửa bài cho con. Dạ, con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàn Khà Giá. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin chào bà. Tăng vô quá đa mi pháp đăng vô và hoành tích tha sa ma ga ta tăng hà gia mù lăng kha nát tha u si ra thô quá bình ra năng ma vô na lầm quá sô tô quá ma rô bành chi bút nát bút năng tăng vô quá đa mi pháp đa đâm vô và hoành tích tha sa ma ga ta tăng tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nguyên âm vô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pháp là trường âm nhấn, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường. Tăng vô quá đà mi pháp đăng vô và hoành tích tha sa ma gắt ta. Và là trường âm thông thường, hoành là trường âm nhấn, hoành tích là hai trường âm nhấn, tha xá là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Tăng vô hoành đà mi pháp đăng vô và hoành tích tha sa ma gắt ta. Tăng hà gia mù lăng kha nát tha u si rách thô quá bình ra năng. Tăng là trường âm nhấn, hà là trường âm thông thường, giá là đoạn âm. À, dạ, giá là đoạn âm, mu là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá ná thá ú là bốn đoạn âm, si là trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, đi là trường âm thông thường, rát là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tăng hà gia mù lăng kha nát tha u si rát thô quá bình ra năng. Ma vô na lầm quá sô tô quá ma rô bành chi bút nát bút năng. Ma là trường âm thông thường, vô là trường, ma là trường âm thông thường, vô là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, lâm là âm nhấn, quá là đoạn âm, sô tô là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, ma lô là hai trường âm thông thường, banh là trường âm nhấn, chí là đoạn âm, bú là trường âm đoạn âm, náp là trường âm nhấn, bú là đoạn âm và năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma vô na lâm quá sô tô quá ma vô bành chi bút náp bút năng. Dạ, con xin đọc lại hết bốn câu. Tăng vô quá đà mi pháp đăng vô và hoành tích tha sa ma gắt gắt ta. Tăng hạ gia mù lăng kha nát tha u si rách thô quá bình ra năng. Ma vô na lầm quá sô tô quá ma rô bành chi bút nát bút năng. Con xin các em. Tâm bộ, tăng vô quá đá mi phát đăng vô và hoành tích tha sa ma ga ta. Tăng hà gia mù lăng kha nát tha u si rát thô quá bình ra năng. Ma vô na lam quá sô tô quá
ma ro ban chi bu na bu nam. Dạ, con xin trao mic cho vị kế cuối. Dạ, alo, alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo ạ. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin được trả bài câu Phật ngôn số. Ba, ba, bảy ạ. Tăng vô. Vô ca mi phát đăng vô gia quan tết tha sa ma ga ta tan ha gia mu lăng khana tha u si rat tho wa bi ra năng ma vô na lam wa so to wa ma ro phan chi bu na bu năng tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, phát là trường âm nhấn, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường. Tăng vô quá đà mi phát đăng vô gia quan tết tha sa ma ga ta gia là trường âm thông thường, quan là trường âm nhấn, tét là trường âm nhấn, thá xá là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Tăng vô qua đà mi phát đăng vô gia quan tét tha sa ma ga ta tan hà gia mù lăng khana tha u si rắc thô qua bi ra năng. Tăng là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, mu là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá ná thá ú là bốn đoạn âm, si là trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, bi là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tan ha ya mu lăng khana tha u si rat tho wa bi ra năng ma vô na lam wa so to wa ma ro phanh chi bu na bu năng. Ma là ma vô là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, lam là trường âm nhấn, quá là đoạn âm, sô tô là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ma rô là hai trường âm thông thường, phanh là trường âm nhấn, chí bú là hai đoạn âm, náp là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, năng là đọc theo giọng nguyên âm. Ma vô làm qua sô tô qua ma rô phanh chi bu náp bu năng. Dạ, con xin đọc lại bốn câu. Tăng vô qua đà mi phát đăng vô gia quan tết tha sa ma ga ta tan hà gia mù lăng khana tha u si rắp thô qua bi ra năng ma vô na lầm qua sô tô qua ma rô phanh chi bu náp bu năng. Tăng vô qua đà mi phát đăng vô gia quan tê tha sa ma ga ta tan ha ya mu lăng kha na tha u si ra tho wa bi ra năng ma vô na lam wa so to wa ma ro phan chi bu na pu năng. Tăng vô qua đa mi phát đăng vô gia quan tê tha sa ma ga ta tan ha gia mô lăng kha na tha u si ra thô wa bi ra năng ma vô na lam wa so to wa ma ro phanh chi bu na bu năng.
Dạ, con đã kệ phân tích và đọc xong ạ. Con có sai, con kính mời bây giờ nhờ sư sửa giúp. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, thân mời Thiện Vũ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý chư Tăng. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cô cách đọc của cô Pháp Cú 337. Câu 1, câu 2. Tăng vô gá đà mi pháp, đăng vô gia văn tết tha sa ma gá tà. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vô là trường âm thông thường. Vá là đoạn âm. Đa là trường âm thông thường. Mí là đoạn âm. Pháp là trường âm nhấn. Đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vô là trường âm thông thường. Gia là trường âm thông thường. Van tét là hai trường âm nhấn, thá xá là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Tăng vô gia đà mi pháp, đăng vô gia van tét thá xá ma gá ta. Con xin đọc câu 3, câu 4. Tăng hà gia mù lăng, hà na tha u si vát thô vá bì ra năng. Tanh là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, mu là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá, ná, thá, ú là bốn đoạn âm, si là trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, đi là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, năng là trường âm đọc lại theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Tanh hà mù lăng pha na tha u si rát thô va bi ra năng. Con xin đọc câu 5, câu 6. Ma vô ma lâm va sô tô va ma rô phanh chi phu na phu năng. Ma vô là hai trường âm thông thường. Ná là đoạn âm. Lâm là trường âm nhấn. Vá là đoạn âm. Sô tô là hai trường âm thông thường, vá là đoạn âm, ma rô là hai trường âm thông thường, phanh là trường âm nhấn, chí là đoạn âm, phú là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, phú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 5, câu 6. Ma vô na lâm va sô tô va ma rô phanh chi phu nát phu năng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 337. Tăng vô va đà mi pháp, đăng vô gia văn tết tha sa ma gá ta. Tăng hà gia mù lăng pha na tha u si rát thô va bi ra năng. Ma vô na lâm va sô tô va ma rô phanh chi phu na phu năng. Dạ con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo ạ. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh pháp cú 337 ạ. Tam vô quá đà mi pháp, đang vô gia văn tê tha sa, gia văn tê tha sa ma gà ta tăng hà gia mô, tăng hà gia mô lăng khá na tha u si. Hanatha usi ratho va bi ra nang ma vo na lam va so va ma vo na lam va so to va ma vo ma ro phan chi pu na pu nang tam vo va đàm tam vo va đà mi phát đàng vo tam vo va đà mi phát đàng vo gia ta Dạ văn tê tha sa ma ga ta. Tăng là trường âm thông, tăng là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, phát là trường âm nhấn, tăng là trường âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, gia là trường âm thông thường, văn tết là hai trường âm nhấn,
Thá, xá là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Câu 3, câu 4. Tanha cha mù lăng khanatha usi khanatha usi ratho va bi ra năng. Tanh là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá ná thá ú là ba đoạn âm, si là trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, bi là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma vô na làm quá số tổ qua ma rô phan chi pu na pu năng. Ma vô là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, lăng là trường âm nhấn, quá là đoạn âm, sô tô là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ma rô là hai trường âm thông thường, phan là trường âm nhấn, chí pu là hai đoạn âm, nắp là đoạn âm, nắp là trường âm nhấn, pú là đoạn âm và năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại cả bài ạ. Tăng vô quá đà mi pháp đăng vô gia văn tê tha sa ma gà ta tan hà gia mù lăng khana tha u si ra thô quá bi ra năng ma vô na lam quá sô tô quá sô tô quá ma quá ma rô phan chi pu na pu năng. Tăng vô quá đà mi phát đăng vô gia văn tê tha sa ma gà ta tan hà gia mù lăng khana tha u si ra thô quá bi ra năng ma vô la nam quá sô quá ma vô na lam quá sô tô quá ma rô ma vô na lam quá sô sô tô quá ma rô phan chi pu na pu năng. Con xin đọc lại. Tăng vô quá đà mi phát đăng vô gia văn tê tha sa ma ga ta tăng hà gia mu tăng hà gia mù lăng khana tha u si ra thô quá bi ra năng ma vô na lam quá sô tô quá ma vô na lam quá sô tô quá mô ma vô na lam quá tô sô quá mô quá ma rô phan chi pu na pu năng. Cho con xin đọc lại một lần nữa, con đọc với mi mắt nữa. Tăng vô quá đà mi phát đăng vô gia văn tê tha sa ma ga ta tăng hà gia gia mu lăng kha na tha u si ra thô va bi ra năng ma vô ra na ma vô na lam va so to va ma ro phan chi pu na pu năng. Dạ, con đọc khái còn kém quá, con xin sư sửa cho con ạ. Con xin xuống mic ạ. Cảm ơn quý đạo tràng đã phải nghe ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư trí đức, quý sư, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc và phân tích câu Pháp Cú 337. Tăng vô quá đà mi phát đăng vô gia văn tê tha sa ma ga ta tan hà gia mù lăng kha na tha u si ra thô quá bi ra năng ma vô na lam quá sô tô quá ma rô phan chi bu na bu năng. Và câu số 1 và câu số 2. Tăng vô quá đà mi phát đăng vô gia văn tê tha sa ma ga ta. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, phát là trường âm nhấn, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, gia là trường âm thông thường, văn tê
là hai trường âm nhấn, thá xá là hai đoạn âm, ma là trường âm thường, gá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Câu số 3, câu số 4. Tành hà gia mù lăng kha na tha u si ra thô wa bi ra năng. Tành là trường âm nhấn, hà là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, mù trường âm thông thường. Sorry, con bị rớt mic. Dạ, con phân tích lại câu số 3 và câu số 4. Tần hà gia mù lăng kha na tha u si ra thô wa bi ra năng. Tần là trường âm nhấn, hà là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, mù là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá ná thá ú là bốn đoạn âm, rát là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, bi là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 5 và câu số 6. Ma vô na lam wa so to wa ma ro pan chi pu na pu năng. Ma vô là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, lam là trường âm nhấn, vá là đoạn âm, sô tô là hai trường âm thông thường, vá là đoạn âm, ma rô là hai trường âm thông thường, phanh là trường âm nhấn, chí phú bú là hai đoạn âm, náp là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại cả bài. Tăng vô quá đà mi phát đăng vô gia văn tết tha sa ma sa ma ga ta tăng hà gia mù lăng kha na tha u si ra thô wa bi ra năng ma vô na lam wa so to wa ma ro phan chi bu na pu năng tăng vô quá đà mi phát đăng vô gia văn tết tha sa ma ga ta tan ha ya mu lang kha na tha u si ra tho wa bi ra nang ma wo na lam wa so to wa ma ro phan chi bu na pu nang. Dạ, con xin kệ. Tang wo wa da mi phan dang wo ya wang te tha sa ma ga ta tan ha ya mu lang kha na tha u si ra tho wa bi ra nang ma wo na lam wa so to wa ma ro phan chi bu na pu nang tan wo wa da mi phan dang wo ya wang te tha sa ma ga ta tan ha ya mu lang kha nan tha u si ra tho wa bi ra nang ma wo na lang wa so to wa ma ro phan chi bu na pu nang. Dạ, con xin xuống mic, có sai nhà sư sửa giùm con. Con xin mời vị kế tiếp ạ. Alo, có nghe rõ không ạ? Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con xin kính chào sư Trí Đức, kính chào quý chư tăng ni, chính tạ chào các bạn đạo hữu. Mình xin đọc câu pháp cú số 337. Tăng vô quá đa mi pháp đăng vô giá quan tết tha sa ma ga ta tăng hà giá mù lăng kha na tha u si gat thô quá đi ra năng ma vô na lăng quá so to quá ma ro phan chi pu na pu năng. Dạ, con xin phân tích câu pháp cú 337, câu số 1 và câu số 2. Tăng vô quá đa mi pháp đăng vô, gia quan tết thá sa ma gá ta.
Dạ, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pháp là trường âm nhấn, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, gia là trường âm thông thường, quan là hai trường âm nhấn, thá là xá là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Tăng vô quá đa mí pháp đăng vô gia quan tết thát xá ma gát ta. Con xin đọc câu số 3 và phân tích câu số 3 và câu số 4. Tăng ha giá mù lăng khá na tha u si rát thô quá bi ra năng. Tăng là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, mu là trường âm thông thường, lăng là nguyên trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá ná thá là trường khá ná thá là ú là bốn đoạn âm, si là trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, thố là trường âm thông thường, quá là đoạn trường là đoạn âm, bi là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tăng ha giá mù lăng khá nát thá u si rách thô quá đi rá năng. Câu số 5, phân tích câu số 5 và câu số 6. Ma vô na lăng quá sô tô quá ma rô phân chi pu nắp pu năng. Ma là trường âm thông thường, vô là ma vô là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, lăng là trường âm nhấn, quá là đoạn âm, sô tô là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ma rô là hai trường âm thông thường, phân là trường âm nhấn, chí là đoạn âm, pú là đoạn âm, náp là trường âm nhấn, pú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma vô na lăng quá sô tô quá ma rô phân chi pu náp pu năng. Xin đọc lại câu 303, câu pháp cú 337. Tăng vô quá đa mi pháp đăng vô gia quan tết thát sa ma gát ta. Tăng hà gia mù lăng khá na tha u si rát thô quá bi ra năng. Ma vô na lăng quá sô tô quá ma rô phân chi pu náp pu năng. Dạ, xin đọc bài kệ, nhưng mà tại vì là mới vô nên có gì sai xin sư Trí Đức và các bạn đạo hữu chỉnh sửa giùm ạ. Tăng vô qua đa mi phát đăng vô gia quang tê tha sa ma ga ta. Tăng ha gia mu lăng kha na tha u si ra tho wa bi ra năng. Ma vô na lăng wa sô tô wa ma rô phan chi pu na pu năng. Dạ, xin hết ạ. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng và cảm ơn Thiện Vũ, Thích Kim Nhung, Thích Thanh Hoàng, cô tu nữ Phúc Hạnh cho Nhược Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhược Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhược Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tệ Duyên. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu. Nhật Bình kính chào Vinh Thính Pháp về vào đạo tràng. Dạ, sa thú đành thai. Hồng Mai lên trả bài, chắc
hoàn thành trùng quá, không dám cầm mic không hoàn thành. Dạ, hoàn thành bây giờ cầm mic được không? Quá giỏi, xa thu. Dạ, một người không, cái này chắc học ở đâu rồi. Bây giờ là mới vào đạo tràng thôi, thành ra là giỏi như vậy. Chứ không thể nào một ngày, hai ngày mà giỏi như vậy. Cô Phúc Hạnh đồng ý nhưng không? Nhưng mà rất là hoan hỷ. Dạ, khi cầm mic được là cả bài rất là giòn giả. Dạ. Ô, học trò giỏi của chùa Siêu Lý hả? Wow. Ồ, vậy hả cô? Dạ, bởi vậy như Quỳnh nói là phải học ở đâu rồi, chứ không thể một, hai ngày mà giỏi được như vậy. Dạ, xa thú. Đạo tràng Phật giáo Nam Truyền có một vị tài giỏi vào đây để góp phần cho đạo tràng có nhiều cái bông hoa xinh đẹp. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, hôm nay cô Phúc Hạnh có cầm mít được không cô? Cô có thể cầm mít để ông bài không? Cô tự duyên mới vào nên Nhật Quỳnh cho cô nghỉ 5 phút nha. Dạ. Rồi mời cô. Dạ, cô Phúc Hạnh, Quang Thanh. Dạ, mời quý vị có thể, vị nào còn cầm mít được thì kính mời bằng tay à. Dạ, xa thú. Dạ, kính mời cô Phúc Hạnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ, đạo tràng có nghe không ạ? Con kính đảnh lễ Đăng Ngô Tam Bảo, ông Đức Phật, ông Đức Pháp, ông Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, kính chào đạo tràng. Phúc Hạnh xin đọc câu Pháp Cú 337. Tăng vô vá đa mí phách, tăng vô vá đa mí phách, đăng vô gia văn tết thá xá ma gá ta, tàn hà giá bù lăng khá ná thá ú si rác thô vá bí rá năng, ma vô ná lăng vá sô tô vá ma rô ban trí bú nát bú năng. Phúc Hạnh xin phân tích ạ. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, đa là trường âm đọc theo trường âm thông thường, mí là đoạn âm, phát là trường âm nhấn, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm đọc thông thường, gia là trường âm thông thường, van tết là trường âm nhấn, thá xá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, ga gá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, tan là trường âm nhấn, âm thông thường, giá là đoạn âm, mu là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá ná thá ú là đoạn âm, si là trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, bi là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma vô ná lăng vá sô tô vá ma rô ban trí bú ná buôn năng, bú náp buôn năng. Ma là trường âm đọc theo giọng trường âm thông thường, vô là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, lâm là trường âm nhấn, vá là đoạn âm, sô tô là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, ma rô là trường âm thông thường, banh là trường âm nhấn, trí là đoạn âm, bú là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng âm.
Tăng vô quá đa mi bát đăng vô gia văn tết tha sám ma gá ta tàn hà giá mù lăng khá na thá u si rát thô vá bi rá năng mà vô ná lâm vá sô tô vá ma rô bàn trí bú náp bú năng. Bây giờ Phú Hạnh xin kể. Tăng vô qua đa mì ba đăng vô gia va tê tha sa ma ga ta tàn ha gia mu lăng khan a tha u si ra thô và bi ra năng mà vô na lăng và sô tô vá ma rô ban chi bồ na bu năng. Dạ con xin xuống bít ạ. Có sai xin ngài chỉ giùm con ạ. Con xin chỉ ăn ạ. Dạ sa thủ đành thai chấm. Cảm ơn cô Phúc Hạnh rất là nhiều luôn. Dạ. Một người mà lên mà cầm mít mà đọc gì mà ai biết người đang trị bệnh đâu. Dạ rất là tri ân cô. Dạ. Cô rất là cố gắng ở một nơi không thích hợp mà vẫn lên đọc bài được và sức khỏe thì cũng không tốt. Dạ, như vậy là Nhật Bình thấy là cô rất là tốt rồi. Dạ, rất là tốt rồi. Cố lên cô. Lần thứ hai cầm mít mà như vậy là quá tốt rồi. Dạ, cô đừng rung nữa. Dạ, chừng mấy lần nữa hết rung mà. Dạ, cô đừng có lo. Dạ, Nam Mô Bích Hai. Dạ, Xích Niệm Từ ơi, bữa nay có trả bài không? Tâm Pháp ơi, Tâm Pháp có trả bài không? Tâm Pháp, bên Tâm Pháp kia lắm rồi. Tâm Pháp có trả bài không? Đưa bàn tay của mình lên đi. Nhật Quỳnh nhường mít. Dạ, 1-2 giờ đêm rồi mà vẫn còn ngồi đây. Tâm Pháp ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Đã ngồi đây rồi thì có cầm mít được không? Mời Tâm Pháp. Dạ, cô tôi nể gì tự nhiên. Cô tôi nể tự nhiên quan hỷ nha. Cho Tâm Pháp trả bài trước đi. Bên Tâm Pháp kia lắm rồi. Dạ, mời Tâm Pháp nha. Nam Mô Bích Tha Giá. Nam Mô Tham Mà Giá. Nam Mô Sáng Khà Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Thượng Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính lễ cô tu nữ Tề Duyên. Con kính chào quý đạo hữu. Con thành để tâm pháp lên thử miếng nữa, biết sao luôn hả? Được không xích hết rồi. Dạ hết rồi. À, dạ chắc cắm dây không được hả? Dạ, Tâm Pháp kính tri ân Xích Nhật Quỳnh, kính tri ân quý đạo hữu đã cho biết âm thanh rõ. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ con xin phép đọc câu Phật ngôn 337. Tăng vô quá đà mi phát đăng vô gia quen tết thá sa ma ca ta tàn hà giá mù lăng khá na thá u si rát thô quá bì rá năng ma vô nát làm quá sô tô quá ma rô bành chí bú náp bú năng. Con xin phân tích câu số 1 và số 2, số 3 luôn. Câu số 1, số 2, số 3. Tăng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, quá là trường âm
Đa là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pháp là trường âm ngắn, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, à gia là trường âm thông thường, quan là trường âm quan, tết là hai trường âm nhấn, thá xá hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, tan tan là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, mu là trường âm thông thường. Lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Khá, ná, thá là ba trường âm thông thường. Không phải. Khá, ná, thá là ba đoạn âm. Ú là trường âm, là đoạn âm. Si là trường âm thông thường. Rát là trường âm nhấn. Thô là trường âm thông thường. Quá là đoạn âm. Bi là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ me là trường âm thông thường, vô là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, lam là trường âm nhấn, quá là đoạn âm, sô tô là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, ro là trường âm thông thường, pan là trường âm nhấn, chí là đoạn âm, bú là đoạn âm, náp là trường âm nhấn, bú là trường là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cần xin phép đọc lại một lần nữa. Tăng vô quá đà mi phát đăng vô gia quan tết thát sa ma cát ta tàn hà giá mù lần khá na tha u si rát thô quá bì rát năng ma vô nát làm quá sô tô quá ma rô pan chi pú náp pú năng. Con xin làm kệ. Tạng vô đa, tạng vô qua đa, mi phát đăng vô gia quan tê tha sa ma ca ta. Tàn ha gia mu lăng kha na tha, u si rát thô qua bi ra năng. Ma vô na lam, qua sô tô qua, ma rô ban chi pu na pu năng. Dạ con à, lâu quá con không có vào trả bài, con bị hay bị vấp. Với lại bên con hiện dài cũng đang là 0:48, con đang ngồi trong phòng tối nên có chữ nhiều khi con đọc nó bị mờ á, mắt con nó cũng bị kém nên thành ra con cần có chỗ nào bị sai con kính thỉnh ngài từ bi chỉnh sửa cho con. Dạ con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Buddhaya. Sa thú lành thai. Xin hỏi đạo tràng có nghe âm thanh của tự nhiên rõ không ạ? Dạ cảm ơn Nhật Quỳnh. Cảm ơn Thanh Hoàng. Dạ cảm ơn tất cả đạo tràng. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính lễ ngài Trí Đức. Cũng xin tự nhiên cũng xin sám hối mấy bữa nay là do thời tiết với lại thay đổi chú xứ cho nên cũng hơi lộn xộn về đường nét.
cho nên là đạo tràng cũng thông cảm và xin sám hối với ngài. Và hôm nay tự nhiên cũng lên vừa thử máy và vừa thử đường nét, âm thanh rõ là mừng rồi. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Bây giờ tự nhiên xin phân tích câu Phật ngôn số câu Pháp Cú số 337. Tăng vô vát đà mi phát đăng vô gia quan tế tha sam ma gắt tâm là trường âm độc, theo giọng nguyên âm vô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, phát là trường âm nhấn, đăng là trường âm độc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, gia là trường âm thông thường, quanh là trường âm nhấn, tết là trường âm nhấn, thá xá là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Đoạn 3 và đoạn 4. Tanh ha giá mù lăng khá na tha u si rát thô quát bi ra năng. Tanh là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, đoạn âm, mù là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná khá thá ba đoạn âm, ú là trường âm, ú là đoạn âm, si là trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, bi là trường âm thông thường, ná là đoạn. À, ra, ra, ra là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tành hà giá mù lăng khá na tha u si ra thô quát bì ra năng. Đoạn 5 và đoạn 6. Ma là trường âm thông thường, vô là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên, quá là đoạn âm, sô tô là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ma là ma rô là hai trường âm thông thường, phanh là trường âm nhấn, chí là đoạn âm, bú là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo nguyên. Tăng vô vát đa mi phát đăng vô gia quan tế tha sam ma gắt ta tăng giá mù lăng khá na tha u si rát thô quát bi ra năng ma vô na lăng quát ma vô na lăng quát tô sô quá ma rô phanh chí bú ná bú năng. Bây giờ tôi xin kể. Tăng vô hoa đa mi phật đăng vô gia quan thế tha sa na gia ta tăng na gia mu la kha na tha tannaya mulang kanatha usirato vapinang mawo malang wasoto wa maro fanchi bunak bunang tango wada mi phandang vô gia quan thế tha sa ma gia ta tăng na gia mu lăng kha na tha u si ra tu wa pi ra năng
ma wo ha lăng wo so tu wa ma ro vanh chi pu na bu năng. Dạ tự nhiên xin hết và tự nhiên xin xin mít ạ. Sao bây giờ thấy tín hiệu của tâm pháp? Dạ, Nam Mô Bức Thà Giá, Nam Mô Thâm Mà Giá, Nam Mô Sáng Khà Giá. Dạ, con kính xin Ngài chỉ dạy cho con chỗ câu số 6. Thì lâu quá con mới vào con học lại nên là con quên rất là nhiều. Con có theo dõi thì con thấy câu số 6 các bạn đọc là nó lăng quá, nhưng mà thường hai cái phụ âm đi liền với nhau, mà nếu mà chữ, nếu mà nó gọi là trường âm đọc theo giọng nguyên âm thì con không hiểu tại sao cái chữ này thường, nếu mà chữ M thường phải có muốn đi ở đứng ở giữa thì mới đọc là chữ lăng, nhưng mà cái chữ này nó không có dấu chấm thì con lại nghĩ đây là một cái trường âm nhấn. Thì con kính thỉnh Ngài chỉ dạy cho con được thông suốt cái chỗ điểm này. Con kính thỉnh Ngài từ bi giảng dạy cho con được hiểu. Con kính thỉnh Ngài Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ con xin xuống mít. Sa thú, xin tâm pháp. Rất là hoan hỷ, hôm nay tới 11, 12 người đọc luôn. Mà ai đọc rồi thì cái giọng cũng hay hết à, cũng có sai chứ mà không. Nhưng mà quý vị tự xử ha. Bởi vì khi mà phân tích trường âm, đoạn âm rồi thì đúng sai quý vị tự biết à. Cho nên tôi không đưa ra từng người một làm cái gì ha. Tức là sai đúng thì quý vị phân tích trường âm, đoạn âm và cái giọng đọc của quý vị à, thì quý vị cảm thấy hoan hỷ là được rồi ha. Coi lại âm thanh rè ha. Alo, có rè lắm không? Tại biên hết cho nên đương sạc. Rồi bây giờ lên chút nữa là 30. Rồi, trường hợp với sĩ tâm pháp sẽ giải thích cái chữ nó lầm quá ha. Chữ nó lầm quá thì bây giờ chúng ta đi vào cái vấn đề từ vựng ha. Rồi sĩ tâm pháp chú ý nè, chúng ta đã nhận diện được mặt chữ xong thì bây giờ chúng ta biết ý nghĩa của những từ này như thế nào. Bắt đầu câu số 1. Tăng vô quá đà mới phát đăng vô. Tăng vô quá đà mới phát đăng vô. Câu đầu tiên chúng ta có 5 từ. Tăng là 1, vô là 2, quá đà mới là 3, phát đăng là 4 và vô là 5. Vậy thì chữ tăng này có ý nghĩa thế này. Tăng do đại từ trung tính là chữ tá. Nhưng mà chữ tá này khi mà chia theo đối cách số ít đối tỷ gia quy phát tí ê tô quá trình á, thì chữ tá biến thành chữ tăng. Tăng có nghĩa là điều này. Tăng có nghĩa là điều này. Mà chữ vô, chữ vô là do cái đại từ mới dân, nó đứng làm cái nó cũng thuộc về đối cách nhưng mà số nhiều ha. Đối cách số nhiều thì nó trở thành là chữ vô. Vô có nghĩa là các con hay là chúng tôi ha, chữ vô. Rồi chữ quá đa mỹ, đây là một động từ số ít.
chữ Quá Đà Mi thường thường ở phía trước nó là chữ Á Hằng ha, chữ Á Hằng Quá Đà Mi. Nhưng mà Á Hằng ở đây là ai? Á Hằng ở đây ám chỉ về Đức Phật, ám chỉ về Đức Phật. Quá Đà Mi tức là Như Lai nói hay là Phật nói. Ở đây Quá Đà Mi là ta nói, ta ở đây là ám chỉ Đức Phật ha. Quá Đà Mi là nói. Rồi chữ Phát Đăng, Phát Đăng thường thường đi chung hai từ Phát Đăng Vô ha. Phát Đăng Vô đây là một hình thức tán thán, khen thưởng. Cho nên chữ Phát Đăng Vô này có nghĩa là những cái điều tốt đẹp, những cái điều lành, những sự may mắn. Vậy thì chữ Phát Đăng Vô ý nghĩa là mong sao điều tốt đẹp sẽ đến với các con. Mong sao điều tốt đẹp sẽ đến với các con. Và ý nghĩa của cái câu này, ý nghĩa của câu này, Tăng Vô Quá Đà Mới Phát Đăng Vô, Như Lai nói với các con điều này, mong sao điều tốt đẹp sẽ đến với các con. Ý nghĩa cái câu số 1, Tăng Vô Quá Đà Mới Phát Đăng Vô, ta nói với các con điều này, mong sao điều tốt đẹp sẽ đến với các con. Rồi, bây giờ câu số 2 ha. Câu số 2, Gia Quanh Tết Tha Sám Ma Gia Tà, Gia Quanh Tết Tha Sám Ma Gia Tà. Chỉ Gia Quanh Tết Tha, ta ra hai từ cộng lại tức là Gia Quanh Tô cộng với Ết Tha. Chỉ Gia Quanh Tô đây là một trạng từ quan hệ. Gia Quanh Tô có nghĩa là nhiều như, nhiều như. Rồi chữ Ết Tha, ở đây thế gian này nó cũng là một trạng từ. Vậy thì Gia Quanh Tết Tha, Gia Quanh Tết Tha có nghĩa là ở đây nhiều như, ở đây nhiều như. Rồi Samagata, Samagata ở đây chúng ta thấy có hai tiếp đầu ngữ. Tiếp đầu ngữ trước tức là chữ Sam, tiếp đầu ngữ sau có nghĩa là chữ A. Và hai tiếp đầu ngữ này có nghĩa là hoàn toàn hướng về. Rồi cái căn ngữ của nó là căn ngữ Gam, do cái động từ Gacchati là đi. Và Gacchati được chia theo quá khứ phân từ ha, quá khứ phân từ nó đứng làm chủ từ số nhiều ha. Bathama bahu vachana vipatti. Vậy thì Samagata có nghĩa là đã tụ hội, đã tụ hội. Như vậy thì cái câu số 2, Gia Quanh Tết Tha Samagata, đến hết thảy đã tụ hội tại đây, đến hết thảy đã tụ hội ở đây. Rồi chúng ta tiếp tục câu số 3, Tần Hài Gia Mù Lần Khanatha, Tần Hài Gia Mù Lần Khanatha.
chữ tanh ha giá do cái từ tanh ha. Tanh ha là một danh từ nữ tính, a karan ta ít thì lình ga, và chữ tanh ha này được chia theo sở hữu cấp số ít. Chắc thì quyền pháp tí e có quá trình ha, cho nên chữ tanh ha biến thành tanh ha giá. Tanh ha giá là của ái dục, thuộc về ái dục. Rồi, từ thứ hai, mu lăng. Mu lăng do cái từ mu lá. Mu lá đó là một danh từ trung tính, akran tanapum sakalinga. Và chữ mu lá này được chia theo đối các số ít, đu tỷ gia quỷ phát tí ê ca quá trạng á. Cho nên mu lá biến thành mu lăng. Mu lăng là gốc rễ, là căn cội. Và từ thứ ba, chữ mu lá chứ không phải là ma lá ha. Ma lá là bông hoa ha, còn chữ mu lá là cái gốc, cái căn. Ai sa thú, ai khá là tha, khá là tha. Đây là một động từ số nhiều, đào xới, nhổ bỏ. À, hãy đào xới, hãy nhổ bỏ. Mày nghe quậy quá ha. Vậy thì câu số 3, hú, hú lớn hả? Hú lớn thì rút cái này ra, tù và hú nha. Rồi, được chưa? Câu số 3, tanh hài giá mù lần khá na tha. Tanh hài giá mù lần khá na tha. Cái động từ khá na tha là một cái động từ mà chúng ta biết A-la-pa-na, hô cấp tha. À, cái thứ 8 tức là ra lệnh hãy đào xới, hãy nhổ bỏ. Vậy thì tanh hài giá mù lần khá là tha, các con hãy đào xới gốc rễ của ái dục. Các con hãy đào xới gốc rễ của ái dục. Rồi, bây giờ câu số 4. Usi rap thù quá bì ra nặng. Usi rap thù quá bì ra nặng. Câu số 4 có hai từ ha. Usi rap thù quá. Ở đây cái từ này chúng ta thấy có ba từ nó dính liền nhau. Tức là usi ra, ác tha và y quá. Nó trở thành uxì rất thù quá. Thì chữ uxì ra nó là một danh từ nam tính, akran tapum linga. Uxì ra đây là một danh từ riêng, ám chỉ về cái loại cỏ, cái gốc của cái cỏ birana. Uxì ra có nghĩa là gốc của cái cỏ birana. Rồi chữ Atha, đây cũng là một danh từ nam tính, akran tapum linga. Atha có nghĩa là mục đích, sự cần thiết. Mục đích, sự cần thiết. Và chữ Iwa, ở đây nó là chữ wa, bỏ chữ ý. Atho wa, Iwa có nghĩa là giống như, ví như. Vậy thì ba từ này đi chung, Usi rất thù quá, ví như người muốn có cái rễ của cỏ Pirana. Người muốn có rễ cỏ Pirana.
À, cái này do từ oxy rất phù quá. Và cái từ Piranang là tên của cái cỏ Pirana. À, nó cũng được chia theo đối cách số ít ha. Pirana biến thành Piranang. Rồi, ai xa thú, như vậy là câu số 4 à, chúng ta thông qua ha. Hôm nay duyên sự cũng hơi dài, cho nên quý vị thông cảm ha. Bây giờ câu số 5, câu số 6. Ma vô na lâm quá sô tô quá. Ma vô na lâm quá sô tô quá. Đây, cái câu này là cái câu mà sĩ tâm pháp thắc mắc này. Chứ ma là đừng ha, chớ. Ma là đừng, chớ. Chữ vô là các con à, ở trên chúng ta cũng đã thấy rồi à, rồi nó lầm quá. Đây, cái chữ này Sích Tông Pháp thắc mắc, nó lầm quá do cái từ nó lăng cộng với ý quá. Chữ nó lăng do cái từ na la. Na la nó là một danh từ nam tính, Akrantapumlinga. Và chữ na la này được chia theo đối cách số ít, Dutiya Vipatti Ekavachana. Cho nên chữ na la biến thành na lăng. Na lăng có nghĩa là cỏ sậy, cỏ lao. Cỏ sậy, cỏ lao. Và chữ na lăng có chữ quá ở phía sau, tức là ý quá. Thì nó mất chữ M có dấu chấm, mất đi chữ ý và dính liền với chữ quá. Đây ở trong văn phạm gọi là lô bô và sanh thí, xóa và ráp chữ. Nà, xóa và ráp chữ. Cho nên chúng ta không đọc là na lăng, mà đọc nó là na lâm quá. Na lâm quá là ví như cỏ sậy, cỏ lao. À, chữ na lầm quá ví như có sậy có lao. Rồi, chữ sô tô quá, sô tô. Sô tô do cái từ sô tá. Sô tá nó là một danh từ nam tính, Akrantapumlinga. Và chữ sô tá nó được đứng làm chủ từ số ít, tức là bạch tham án e câu quá chánh án quỷ pháp tí. Cho nên sô tá biến thành sô tô. Sô tô là dòng nước. Rồi thêm ở sau chữ ý quá nó dính liền nữa à. Và trong cái vấn đề xóa và ráp chữ thì bỏ đi chữ ý. Bỏ đi chữ ý thành là sô tô quá, ví như dòng nước. Ví như dòng nước. Thì ở đây chúng ta thấy nó lầm quá, sô tô quá. Chính, à, như chính dòng nước phá hoại cỏ sậy. Như chính dòng nước phá hoại cỏ sậy. Rồi bây giờ chúng ta à, chỗ này Sích Tâm Pháp à, thắc mắc không? Tức là na lăng cộng với ý quá nó biến thành na lầm quá ha. Thì tâm pháp nha, chú ý như này. Tại sao không phải là na lăng, mà bởi vì nó dính liền với chữ quá, cho nên chữ M có dấu chấm biến mất đi. Bởi vì trong một bài thơ thì nó phải ngắn gọn, nó đủ từ. Một bài thơ tám chữ á,
Thì bây giờ phải làm sao cho đủ tám chữ. À, cái thể thơ nó là như vậy. Thì ở đây nó đã rút ngắn. À, đã rút ngắn vậy. À. Rồi bây giờ câu cuối cùng này. Ma vô, à, câu cuối cùng. Ma rô phanh chi phu nắp phu năng. Ma rô phanh chi phu nắp phu năng. À, chữ ma rô thì quý vị biết rồi ha, đó chính là ma vương. Mà ma vương thì phải tôn trọng người ta, phải nể kính người ta, bởi vì đây là một cái vị vua, à, bên Bắc Thiền Pháp làm chủ tình hình trong tam thế này. Mà chữ ma mà lại xích Nhật Quỳnh ca nhi viết bình thường, à, không viết hoa lên thì dễ bị ma phá lắm nha. À, phải chữ viết chữ ma cho nó mình phải tôn trọng, à, mình phải biết sợ người ta một chút, à, để người ta họ không có khi dễ mình. Chứ mình viết chữ ma như trong cái bài này Sĩ Nhật Quỳnh đưa lên thì chữ ma nó nhỏ quá, chúng tôi phải chỉnh lại cho nó bự một chút ha. Bởi loại ma này tới 5 loại ma luôn mà ha. Rồi cười cái gì. Ma rô tức là ma vương mà đứng làm chủ tự nha. Rồi sao phanh chí, cái động từ phanh chí này đây là động từ số ít ha, à, nghĩa là phá hoại. À, phanh chí là phá hoại. Xích Hà thắc mắc chỉ vậy. Bây giờ học này biết ma vương này là được rồi, bây giờ hỏi thêm bốn ông ma kia nào vô ông quậy sao ha? Thì biết là ma vương này là Bất Thiện Pháp được rồi ha. Rồi phân chí là phá hoại. Rồi cái tiếp theo là cái gì? Phu nắp phụ năng mãi mãi tiếp tục. Từ này chúng ta đã học rồi ha, phu nắp phụ năng. Rồi bây giờ câu thứ năm, câu thứ sáu, hai câu này bổ sung ý nghĩa cho nhau ha. Câu thứ năm, câu thứ sáu, coi sao. Câu thứ năm, câu thứ sáu, ma vô na lâm quá sô tô quá ma rô phành chi bu nắp phu năng. Chớ để ma vương phá hoại các con đực này đến đực khác, như chính dòng nước phá hoại cỏ lau. À, mà à, câu số 5, câu số 6 ha. Chớ để ma vương phá hoại các con đợt này đến đợt khác, như chính dòng nước phá hoại cỏ lau. À, như vậy là ý nghĩa hai câu sau bổ sung cho nhau. Rồi bây giờ ý nghĩa từ vựng, à, sau khi đã giải quyết xong thì chúng ta nghe nó liên tục và xúc tích. Ta nói với các con điều này, mong sao điều tốt đẹp sẽ đến với các con. Đến hết thảy đã tụ hội tại đây, các con hãy đào sới gốc rễ của ái dục, như người có sự cần dùng rễ ngọt u si ra thì đào sới cái cỏ pi là na. Chứ để ma vương phá hoại các con đợt này đến đợt khác, như chính dòng nước phá hoại cỏ sậy. À, nó hơi dài dòng chút ha. À, xin lặp lại, ta nói với các con điều này, mong sao điều tốt đẹp sẽ đến với các con. Đến hết thảy đã tụ hội tại đây, các con hãy đào sới gốc rễ của ái dục, như người có sự cần dùng rễ ngọt uxi ra thì đào sới cái cỏ pi là ná. Chứ để ma vương phá hoại các con đợt này đến đợt khác, như chính dòng nước phá hoại cỏ sậy. Ngài Hòa Thượng Gia Đức Đạo Phổ Thơ Lục Bát thế này, Như Lai thường dạy các con. Quên, Như Lai thương dạy hay là thường dạy? Như Lai thường dạy các con về đây tụ họp, lòng son tính thành, dục tham bướng gốc cho nhanh,
như đào lấy rễ cỏ tranh các gì. Đừng để ma vương khinh khi, như cơn tràn lũ cuốn đi rác bèo. Như Lai thương dạy các con, về đây tụ họp lòng son tính thành, dục tham bướng gốc cho nhanh, như đào lấy rễ cỏ tranh khác gì. Đừng để ma vương khinh khi, như cơn tràn lũ cuốn đi rác bèo. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu đã phổ thơ Ngũ Ngôn: đây điều lành ta dạy, các ngươi tụ họp đây, hãy nhổ tận gốc ái như gỗ gốc cỏ bi, chứ để ma phá hoại như dòng nước cỏ lau. Đây điều lành ta dạy, các người tụ họp đây, hãy nhổ tận gốc ái như gỗ nhổ gốc cỏ bi, chứ để ma phá hoại như dòng nước cỏ lau. Alo, âm thanh quý vị vẫn còn nghe tốt ha. Rồi, mình tiếp tục chương trình là đi vào duyên sự. À, đi vào duyên sự ha. Chúng ta từ câu Phật ngôn 334, 335, 336 và bây giờ là 337. Những câu Phật ngôn này nói lên điều gì? Câu 334: người sống đời phóng dật, ái tăng như dây leo, nhảy đời này đời khác như vượn tham trái rừng. Câu 335: ai sống trong đời này bị ái dục ràng buộc, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bi gặp mưa. 336: ai sống trong đời này, ái dục được hàng phục, sầu rời khỏi người ấy như giọt nước lá sen. Và câu Phật ngôn 337: đây điều lành ta dạy, các ngươi tụ họp đây, hãy nhổ tận gốc ái như nhổ gốc cỏ bi, chớ để ma phá hoại như dòng nước cỏ lau. Bốn câu Phật ngôn này được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại thành Sawatthi tại chùa Kỳ Viên, Chetawana. Đức Phật đã đề cập đến con cá tên là Kapila. Trong thời kỳ quá khứ, khi mà giáo pháp của Đức Chánh Đẳng Chánh Giác có hồng danh là Kassapa đang rực sáng trong thế gian, và khi mà Ngài đã nhập Niết Bàn rồi, bây giờ có hai anh em của một vài gia đình xuất gia với các vị tỳ kheo, thì người anh có tên là Sothana, người em có tên là Kapila. Mẫu thân là Sothana và người em gái tên là Tapana, tất cả cùng xuất gia làm tỳ kheo ni trong ni chúng đó, tức là hai mẹ con ha. Sau khi xuất gia, hai vị thiền nam tử này đã hành tròn bốn phần đối với giáo thọ sư và tế độ sư trong vòng 5 năm. Một hôm, hai vị này bạch hỏi thầy rằng: bạch ngài, trong giáo pháp này có bao nhiêu phận sự phải hành? Này chư hiền giả, có hai phần sự cần phải hành, đó là pháp học và pháp hành. Vị tỳ kheo anh Sothana mới suy nghĩ rằng: ta sẽ tu tập pháp hành. Rồi sau khi ở với vị thầy tế độ tròn 5 hạ, tỳ kheo Sothana học đề mục nghiệp sư cho thông suốt để chứng đắc thánh quả A-la-hán, rồi đi vào trong rừng chuyên cần hành sa môn pháp và chứng đắc được vô lậu quả. Tên người em tỳ kheo Kapila mới suy nghĩ rằng: bây giờ ta còn trẻ, khi nào đến tuổi già thì hành pháp sa môn cũng chưa muộn. Rồi cái người em này bắt đầu học tam tạng pháp bảo,
Chẳng bao lâu vì đó thông thuốc cả tam tạng và có nhiều tùy chủng vây quanh, rồi lợi đắc phát sanh lên cho vị đó. Do cái nhân lợi đắc dồi dào, tỳ khưu Kapila phát sanh sự ngã mạn, cho rằng ta là bậc đại trí, rồi y dùng biện tài của mình nói lên những cái điều sai lệch với chân lý. Khi mà tranh luận cùng với những người khác thì những cái điều hợp pháp cho rằng không hợp pháp, những điều có tội cho rằng vô tội, cho là điều vô tội cho rằng có tội, điều không hợp pháp cho rằng hợp pháp. Tỳ khưu có giới hạnh đến khuyên bảo này hiền giả Kapila, cho nên nói như thế. Các vị tỳ khưu giảng giải luật cho tỳ khưu Kapila nghe, nhưng mà y lực ấn nộ đối với các vị tỳ khưu khác. Các vị mà biết cái gì? Các vị ví như cái người mà nắm tay trắng vậy thôi, chứ chẳng có gì hết. Thấy khuyên nhủ tỳ khưu Kapila không hiệu quả, thì các vị đó mới đem trình bạch lên trưởng lão Sothana là người Anh. Thì vị trưởng lão này cũng khuyên ngăn y rằng: này Kapila, sự thực hành chân chánh của một vị tỳ khưu là được xem là tuổi thọ của giáo pháp. Hiền giả cũng là một vị tỳ khưu, thì hiền giả cho nên bỏ cái việc thực hành chân chánh của sa môn pháp. Rồi trưởng lão Sothana đã khuyên giải những cái điều hợp lý về pháp, về luật, nhưng mà tỳ khưu Kapila vẫn để ngoài tai những cái lời khuyên nhủ đó. Y không nhận lấy cái lời khuyên nhủ của anh mình. Trưởng lão Sothana đã khuyên giáo tỳ khưu Kapila đến 2-3 lần mà kết quả chẳng được cái gì hết. Ngài biết rằng tỳ khưu Kapila này là người khó dạy, y chẳng có vâng lời của ta. Cho nên Ngài bảo với tỳ khưu Kapila: này hiền giả Kapila, nếu mà sự việc là như thế thì hiền giả sẽ nhận lãnh cái quả của nghiệp mà mình đã làm. Rồi trưởng lão Sothana bỏ đi. Kể từ đó những vị tỳ khưu có giới hạnh thanh tịnh đã lìa xa tỳ khưu Kapila. Tỳ khưu Kapila có hành vi bất thiện như thế, cho nên thường thân cận với những người bất thiện. Một hôm vào ngày Uposatha, tỳ khưu Kapila đi đến nơi tụ họp của các tỳ khưu với ý niệm rằng: ta sẽ là người tùng giới bổn. Cho nên cầm cây quạt đi đến ngồi trên pháp tòa trong giảng pháp đường và hỏi rằng: này chư hiền, chư tỳ khưu nên đây đọc tùng giới bổn phải không? Các vị tỳ khưu im lặng và tự ngã của Kapila bị xúc chạm. Y suy nghĩ: cần gì ta phải vấn đáp với các vị tỳ khưu này? Rồi y mới nói: này chư hiền, pháp chẳng có đâu, luật cũng chẳng có đâu, lợi ích gì với cái giới bổn mà các vị nghe hay là không nghe chứ? Nói rồi y từ bỏ pháp tòa, đi khỏi giảng đường. Tỳ khưu Kapila đã làm cho giáo pháp của Đức Thế Tôn Kassapa tổn giảm như thế. Và trưởng lão Sothana đã vô duyên niết bàn ngay trong ngày hôm đó. Khi mãn tuổi thọ, tỳ khưu Kapila rơi vào A Tỳ địa ngục. Mẹ và em gái của y là Sothana và Tapana, thuở sinh tiền đã xu hướng với tỳ khưu Kapila, đã mắng chửi chư tăng. Những cái vị nào đã khuyên bảo tỳ khưu Kapila đều bị chửi hết. Do đó cả hai cũng chịu chung số phận như tỳ khưu Kapila. Vào thời đó có 500 thanh niên tụ hội với nhau ở trong thành, và họ lập nên một cái đảng cướp. Bọn cướp đã cướp giật dân chúng, sách nhiễu dân chúng. Bọn chúng sinh sống bằng những cái nghề phi chân chánh như vậy. Một hôm chúng dân cùng quan binh truy tá bọn chúng,
cả nắm tên cướp này chạy vào rừng trốn. Nhưng mà quân binh cùng dân chúng rượt theo quá khắp, bọn chúng không có nơi nào thân. Và trên đường chạy vào rừng, nắm trong tên cướp này trông thấy một vị sa môn thực hành hạnh đầu đà đang ngồi thiền định. Thì chúng vui mừng như bắt gặp một tài sản quý. Cả 500 tiền cướp đến đánh lễ vị tỳ khưu đó và bạch rằng: Bạch Ngài, xin Ngài hãy là nơi nương nhờ của chúng con. Này các ngươi, chẳng có nơi nào nương nhờ an ổn cho bằng giới. Vậy thì các ngươi hãy thọ trì giới đi. Thưa vâng Bạch Ngài, bọn cướp đã thọ trì ngũ giới. Vậy thế rồi vị tỳ khưu khuyên dạy bọn chúng rằng: Bây giờ các ngươi là người có giới, dù có thiệt hại đến sinh mạng đi nữa, các ngươi cũng không có lìa bỏ giới hạn của mình. Một ác ý cũng không nên vọng tưởng đến. Thưa vâng Bạch Ngài. Và khi ấy, dân chúng và quân binh kéo đến bắt được bọn cướp tại nơi đó. Bọn cướp không chống trả và bị sát hại hết. Cả 500 viên cướp thọ sanh vào thiên giới. Tên chúa đảng trở thành vị thiên tử trưởng của cái nhóm thiên tử đó. Trải qua tuổi thọ của một vị Phật, 500 thiên tử ấy tái sanh vào nhân giới thời Đức Phật Gotama của chúng ta. Cả 500 vị thiên tử đó đầu thai vào 500 gia tộc chuyên nghề đánh cá ở ven sông Achiravati gần kinh thành Sawatthi. Vị thiên tử trưởng nhóm cũng là người cầm đầu 500 thanh niên chà lưỡi đó. Cả 500 tên đã hạ sanh cùng một ngày như vậy. Được biết rằng vào ngày hạ sanh đứa bé trưởng đoàn, thì gia tộc trưởng của cái nhóm dân chài cho người đi tìm có đứa bé nào sanh cùng ngày ở trong làng này không. Và được biết có 500 đứa bé trai cùng sanh ra trong một ngày. Cho nên gia tộc trưởng nhóm dân chài này cho tiền tài trợ cấp dưỡng cho 500 hài nhi đó, với ý niệm rằng những hài nhi này sẽ là bạn của con ta, và những hài nhi ấy sinh hoạt chung với nhau từ thuở nhỏ cho đến lớn, và con của người trưởng tộc dân chài có uy quyền hơn cả. Tỳ khưu Kapila bị thiêu đốt ở trong địa ngục A Tỳ hết một đời của Đức Phật. Cái quả nghiệp còn dư sót vào thời Đức Phật Gotama đã tái sanh làm con cá vàng ở dòng sông Achiravati. Con cá có màu da rất là óng ánh, nhưng mà khi nó mở miệng ra thì nó phát sinh ra một mùi hôi thối nồng nặc. Đây là cái kết quả dị thuật của lời phi ngữ đã hủy bán giáo pháp của chư Phật. Một hôm, 500 thanh niên bàn luận với nhau rằng: Chúng ta ra sông bắt cá. Họ mang lưới đánh dọc theo dòng sông. Con cá vàng đã mắc phải trong lưới của 500 thanh niên này. Khi kéo lưới, thấy con cá vàng đẹp quá, 500 thanh niên này mới reo lên: Ô, lần đầu tiên chúng ta bắt được con cá kỳ lạ như thế này. Và lần này thì sẽ mang đem lên dâng đức vua. Chắc chắn Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta trọng hậu. Những chàng thanh niên này mang con cá lên thuyền, bới thuyền đến hoàng cung, dâng lên đức vua con cá vàng xinh đẹp. Đức vua Vasenadi, vị thủ lãnh xứ Kosala, mới phán hỏi rằng: Cái gì vậy? Tâu bệ hạ, đây là con cá kỳ lạ mà chúng thần vừa bắt được ở trên dòng sông Achiravati. Trong thấy con cá như vậy thì đức vua mới suy nghĩ: Việc này ngoài bậc đạo sư ra hẳn không ai có thể hiểu được cái tiền nghiệp của con cá này. Vậy thì ta hãy mang đến chùa Kỳ Viên bạch hỏi Đức Thế Tôn. Rồi đức vua truyền lệnh mang con cá vàng đến chùa Kỳ Viên. Mở miệng ra nó ngáp một cái, ôi thôi, cái mùi hôi thối nồng nặc bay khắp cả kinh thành Sawatthi. Đức vua mới bạch hỏi Đức Phật:
Bạch Đức Thế Tôn, do cái nguyên nhân gì mà con cá này có màu vàng đẹp óng ánh như thế mà cái miệng nó là thối nồng nặc? À, này đại vương, con cá này chính là vị tỳ khưu Kapila. Y là bậc đa văn, có nhiều tùy tùng trong thời kỳ giáo pháp của Đức Thế Tôn Kassapa. Nhưng mà do vì tham đắm lợi lộc, chửi mắng các vị tỳ khưu có giới hạn, vì những vị này đã khuyên nhủ y, y lại làm tổn giảm giáo pháp của Đức Đức Chánh Giác có hồng danh là Kassapa. Do vì ác nghiệp đó mà phải rơi vào a tỳ trọn cả một đời, cả một kiếp của Đức Phật. Và khi thoát khỏi địa ngục, quả nghiệp còn dư sót, tỳ khưu Kapila thọ sinh là con cá vàng ở sông Acharawati. Thời trước do nhờ y thuyết pháp, giảng Phật ngôn, đáng dương Đức Phật, và thân hạnh của y trong sạch trong một thời gian nên có được màu da vàng ròng. Nhưng mà do cái vấn đề chửi mắng các vị tỳ khưu làm tổn giảm giáo pháp của Đức Thế Tôn nên miệng của y hôi thối. Này đại vương, Như Lai sẽ khiến con cá này nói lên sự kiện đó. Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài hãy làm cho con cá nói lên đi. Đức Phật phán hỏi con cá vàng: Này cá ở dòng sông Acharawati, ngươi thuở trước có tên là gì? Bạch Đức Thế Tôn: Con là tỳ khưu Kapila. Ngươi từ đâu đến? Con từ địa ngục A Tỳ thọ sanh lên đây. Này Kapila, anh trai của ngươi đâu rồi? Bạch Đức Thế Tôn: Anh trai con là trưởng lão Sothana đã niết bàn rồi. Còn Sothana, mẹ của ngươi ở đâu? Đã rơi vào địa ngục A Tỳ rồi, Bạch Đức Thế Tôn. Còn nàng Tapana, em gái của ngươi thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, cũng đang rơi vào địa ngục A Tỳ. Này Kapila, giờ đây ngươi phải đi về đâu? Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ rơi vào địa ngục lại thôi. Kapila bị nhiệt não khi nhớ lại ác nghiệp quá khứ. Nó liền đập đầu vào trong thuyền và mệnh chung. Ngay khi ấy, nó lại tái sanh vào địa ngục A Tỳ một lần nữa. Đại chúng kinh cảm trước sự việc ấy, lông tóc dựng ngược. Đức Thế Tôn lúc đó, ngài dùng Phật trí quán xét về hội chúng. Ngài thuyết lên một pháp thoại thích ứng với căn cơ hội chúng. Và pháp thoại đó được mang tên là Kinh Kapila ở trong Sutta Nipata. Bậc trí đã nói lên sự thực hành pháp và sự thực hành phạm hạnh. Đó là một viên ngọc quý nhất. Như vậy thì dứt pháp thoại với những câu Phật ngôn này, cả 500 người thanh niên làng chài lưới động tâm muốn dứt thoát cái khổ, cho nên cả 500 thanh niên đó xin xuất gia sống đời phạm hạnh trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và chẳng bao lâu các vị ấy đã tầm khổ ưu thành tựu chánh trí, cùng an trú trong một pháp. Đó là sự thành tựu phạm hạnh, và phận sự đã làm xong trong cái kiếp sống này. Trong duyên sự những câu Phật ngôn này, chúng ta thấy rằng con cá vàng kim miệng thúi tha, Phật cho nói được tiếng người ta khai rằng: Tôi đến từ địa ngục, tên thật tôi là Kapila. Kiếp trước cá là một pháp sư, nói năng hoạt bát, giỏi kinh thư, ý tài thị chúng, khinh luật, sót nghiệp A Tỳ, đọa lý ngư. Phật dạy tỳ khưu chí dĩ vui, theo dòng ái dục thả trôi xuôi, ngược dòng tuy khổ nhưng vô hại, giờ phút lâm chung khỏi ngậm ngùi. Alo, lô giờ rồi. Thôi, hồi
sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc ngày nay. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng trong cuộc sống của chúng ta. Đừng có đưa cái tự ngã lên, đừng vì cái vấn đề tâm tham mà phải bị sa đọa. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin oai lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thinh văn tính chúng hộ trì đến tăng ni và thiền nam nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tên là sa chê quá chê na sô thiều vô hô tụ sọc và đà. Do lời chân thật này, kính dân hòa phước lên chư tôn thiện đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Buddhaya. Mời sĩ công nhật hoan hỷ kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Alo, sĩ công nhật ngủ rồi hả? Bàn tay đâu rồi? Đưa tay lên mới nhận micro chứ. Mani vaya niva antalikhe.